Lễ hội Vu Lan đã đến rồi, lòng người hiếu tử vẫn đầy vơi, nhớ ơn cha mẹ như trời biển, đền đáp ân sâu đến trọn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Hiền Liên Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Cứ mỗi độ nhìn lá vàng rơi lác đác, gió mùa thu nhẹ nhẹ thổi đưa, những áng mây cô đơn bay về chân trời vô định. Đó là lúc báo hiệu cho chúng ta biết mùa Vu Lan đã về. Lòng bồi hồi xao xuyến nghĩ đến mẹ cha, hai vai con mang nặng từ vô lượng kiếp rồi, ơn cha và nghĩa mẹ lặng hụp biển luân hồi. Thật vậy, chúng ta vẫn biết sinh ký tử quy, có hợp rồi tan định lực ngàn thu ấy, nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy đó hoa trắng được cài lên vai áo cho những người con mất mẹ, là màu trắng tang thương, màu hoa buồn tủi, màu cô đơn da diết nhớ mẹ. Rồi những vong linh, những người đã khuất ở nơi nào bên kia thế giới, có được thảnh thơi chăng, hay bị đọa đày trong cảnh khổ lao lung? Chiều nay theo dấu Mục Kiền Liên, ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền, chiếc nhạn tung trời theo biển gió, mùa thu mang nặng nỗi chung chuyên. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, với cùng nhịp mõ hồi chuông, lời kinh nguyện cầu nói lên nỗi lòng con trẻ, với ý nguyện thiết tha xin gửi về mẹ, mẹ kính yêu, mẹ muôn đời. Hôm nay ngày Chu Tất của người, vâng theo lời Phật dạy, chúng con mang tấm lòng này mà sắm sửa lễ vật cung thỉnh tăng già, bày lễ cúng dường để cầu xin được bổn pháp âm lưu diễn, nguyện nhờ oai lực chư tăng mà hương linh mẹ của chúng con thoát kiếp luân hồi vãng sinh kim điện. Từ bên kia bờ đại dương xa thẳm, xin mẹ hãy nhẹ bước thăng mây mà về đây chứng giám. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hãy tiên cánh huyền vi, mẹ ơi tình thương.
sứ giả cũng cùng mù ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
triệu à. Nhạc mi ơi, nhạc tình nước tâm phụng mà dình à. Từ đâm hoàng tài hoàng đừng hoàng tâm vi vang giới chi nào dư tác u minh minh chi giao chủ. Tứ sinh kiều hữu dài nơi nàng tam đồ vãng nàng cầm tiêu giao quyền phóng hảo quang tuy từ tiếp mà dẫn nàng cùng nghi ơi cùng duy nam mô minh giáo chủ bàn tôn địa đàng vương bồ tát hồng liên tòa phổ tình tài hoàng chúa giả trí hồn đắng vân na na tả thanh nghi sứ giả dân hồn hiếu hòa mi địa vãnh thương quân tòa di nguyện phổ thi diệu đừng tế độ quần sinh tình giang đạo tràng dẫn phòng chiều độ hương hoa đây là đại lễ trai đàn tuần lâm tứ cửu nhất tâm hành lễ nam mô tiền tràng phan hậu bảo các quan âm Như Lai tiếp dẫn tây phương nguyện kính lạy đại đức đại từ đại bi với hành nguyện tâm thanh mang cứu khổ. Đạo tràng hôm nay chúng con nương theo hành nguyện thứ 10 của ngài để xin thỉnh Phật lạy chúng sinh xa gần còn đang trầm luân trong sáu nẻo luân hồi được hồng ân tiếp dẫn của ngài mà đến với đàn tràng này để thỉnh kim kinh văn diện thể. Bằng người thất tu dài bãi giang đủ tiếp vong linh chỉ Phật tuyên kinh triệu linh giá mục mộc dụng hoa y quy tam bảo thầy pháp văn kinh chỉ dụng hồng lanh chinh tiến hiền thủy phụ tiến tổ tiên thủy an tiết thực cô hồ phong hoa sinh tu phúc nguyện cầu chương dương thịnh sâu nguyên đi nhân trang trần hồng an chân thảo chi nguyễn thánh tổ nguyễn trung thành phan thi điệp bùi thi huyền đi trang cao huỳnh anh nguyễn tài anh nguyễn khôi à nguyễn lê văn na thành vũ y thị huyền là lê vũ la bảo đây thị hoài tụ tông đức trung phạm quốc huy sơn trung nam hồ ni tế biểu hợp đồng gia dương môn quyên ni a đăng linh đức tổ vô đức mạnh tổ trần tinh nguyên đức quan trần tinh tinh tử bà hoa trần tinh đức huynh chân minh tinh tử bà huynh chân tinh ni a đỗ cô nguyên ni a chuẩn chân minh ni a đức ni a Ninh ni nguyên thị tha chân ninh nguyên đức chuyển chân ninh quyền ni a đức ma thị chân ninh nguyên đức hiệu chân ninh nguyên đức hô chân ninh kiếm vị phù thiên đường ngoài đoàn văn dĩ chân ninh đô thị quy chân ninh phổ cập bát tắc huynh đệ cô di tỷ muội cô bé tử bé hữu danh vô nhờ hữu tính vô hình bà thái tất bé hữu huyền tất tổ
đồi ngoài đằng đằng các chữ binh chân chân ninh đồng trường trái viên quân quân siêu thịnh nghe căng ta lấy biết đâu chính nào mà đi biết đâu vương nam niên chỉ mà nên tôi mãi tỷ cứ con sang môi thì siêu sinh ngọc ngà lao đòi ơn đức Phật Di Đà phó cho sứ giả dẫn hồn về đây hồn về ác nhập hóa tan linh thông giáng hạ trần chân đang trà qua một tuần kinh nghi dâng vậy cho nên chứ lo gói xa và ai người dày ra có bốn tôn thơ kẻ thân sau lễ mật cáo đàn tràng, chư tăng vân tập nội đàn cử hành lễ chúc thực vong linh và gia tiên là lời cầu khẩn trên thiên địa thánh thần ngũ phương phủ tứ để trợ đỡ cho các hương linh biết lối đi về, biết nơi hội tụ. Bởi tấm cảnh phan ấy được xem như nhịp cầu ô thước bắc ngang qua dải ngân hà, là chiếc cầu nối giữa hai miền sống chết, là nguyện lực thiết tha để cho người sống và người chết chu tất những ân tình đã từng vùi sâu trong lòng đất. Hiu hiu gió bóng chiều rời theo lá thu, có đàn chim
ta đưa thuyền mơ một kiếm lia đứng nhìn cánh đêm dần la nhớ mẹ xót xa tâm hồn bóng mẹ biết bây giờ đâu đời nơi âm cung gió đưa tiếng sầu tên lòng nơi ôi nơi mẹ ta đã đền tội thế diêm vương hãy cho thân này phục hồi cơm đây mẹ ơi hãy thời đi mẹ nhưng ta ôi côn Phật ngài ban ơi lành một tiếng riêng gió mang ánh vàng tới dòi âm cung một kiếm riêng cánh sen trắng trong diều xóa bao lòng một kiếm riêng cô đôi ơn ngài cô đồ một kiếm liêng chúng con cố nguyện theo từng bước vàng ôi ơn lành mộng
tiếng riêng gió mang ngây vàng tới dòi ấm cung. Một kiếng liêng cánh sen trắng trong diều xóa bao lòng. Một kiếng liêng cứu đôi ơn ngài cô đồ vong nhân. Một kiếng liêng chúng con cố nguyện theo từng bước vàng hồi mộng. Chúng
sĩ ra ngã á nhà cô trần ai ấy đang ngoài như đâu ở đây đạo tràng sĩ tâm đại chúng ban đại trai chủ trí tài nhất tâm cảm mi ban phát kinh niệm Phật.
truyền pháp nhu khai đời con. Lòng con sướng vui vô cùng, gặp mưa pháp tâm nở bừng, đại sen thắm tan mê lầm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Người Nam Bắc chung một lòng, niệm Phật thoát ly tự sinh. Thầy như nắng tan ra lạnh, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tinh tấn con tu hành. Mùa bao hiếu vu lan về, ngàn đài hoa dâng mẹ cha. Mẹ như suối mát tràn hòa, tình cha lớn hơn biển trời, đã nuôi lớn con nên người. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mùa từ từ đã đến, chạnh lòng con nhớ thầy yêu. Lời pháp nhu luôn vì diệu, dạy con biết thương muôn loài, chỉ tinh tấn cầu Di Đà. Thầy gieo rắc tâm Bồ Đề, nở cùng khắp tới mười phương. Thầy ước muốn trái đất này đồng vang cầu Di Đà Phật, để chuyển hóa những khổ sầu. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi con mở ra tâm lòng thương đến mười phương, thường tinh giác trong đêm ngày, nguồn tranh pháp luôn đồng đầy, nguyện xây đắp được non này, nguyện đền đáp công ơn thầy, nguyện giữ vững tín hạnh sâu,
nguyện mãi noi gương thầy, niềm phấn chăm suốt đêm ngày, nguyện sinh sáng cõi liền đàng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô thần sang ma chủ
Mẹ là tiếng gọi thân thương nhất khi con bước vào đời, với những trong gai chắc chở cho đến lúc con xuôi tay nhắm mắt. Tuy cuộc sống có biết bao thứ tình cảm cao quý, nhưng tình mẹ là thiêng liêng nhất, không bao giờ đổi thay. Tình mẹ bao la vô bờ bến, đến nỗi không có bút mực nào tả hết, không có thước đo nào so sánh được. Người may mắn được sinh ra có cha mẹ nâng niu, chăm sóc dạy dỗ đến khi khôn lớn. Người kém may mắn không có cha mẹ bên cạnh, hoặc sớm chịu cảnh mồ côi. Ở Việt Nam ta có ngày rằm tháng 7 là ngày Vu Lan, một ngày hội truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây là ngày báo hiếu công ơn sinh thành của con cái đối với cha mẹ. Vốn dĩ người Việt Nam luôn đề cao sự hiếu thảo là phẩm hạnh quan trọng nhất của con người. Trong ngày Vu Lan, người còn cha mẹ sẽ cài bông hồng trên áo, người không còn cha mẹ sẽ cài một bông hoa trắng. Nhưng thiết nghĩ đau nhất thiết phải ngày Vu Lan mới là ngày báo hiếu. Những ngày chúng ta nên dành thời gian để quan tâm, chăm sóc những điều nhỏ nhặt nhất cho cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng là ta đã phần nào hiếu thảo với cha mẹ rồi. Vì thế ta vẫn thường nghe: tu đâu cho bằng tu nhỉ, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Hạnh phúc lớn nhất của con là được báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ là Phật trong tâm của con, nuôi con không lớn. Cha mẹ đâu mong gì sự tình cảm, chỉ mong sao cho con nên ngược, sống tốt với người xung quanh và có ích cho gia đình, cho xã hội. Một thực tế mà không ai tránh khỏi đó là sanh, lão, bệnh, tử. Hôm nay được sống gần cha mẹ mà lòng con vẫn lo sợ điều gì không may sẽ xảy đến. Nhưng con hiểu rằng điều này chắc chắn sẽ đến. Tai nạn lớn nhất của đời con là cha mẹ rời xa con mãi mãi. Đó là ngày đau khổ nhất của con, ngày mà bao nhiêu giấc mơ đẹp sẽ tan biến, bầu trời sẽ không còn xanh trong ánh mắt của con. Rồi đây, khi hạnh phúc hay đau khổ, con sẽ chia sẻ với ai đây? Năm xưa khi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một đời trời.
Bồ Tát Tỳ Kheo Quan Sứ Giả Vong Linh Cúc Cúc Mô. Bài thơ Oh,
tại á pháp ti á địa ngục là khai môn vong linh tu vô nhất ta dài á pháp la tông ni á thiên na ca một vòng trăng là na thấy đường đi đâu chuyện hai chị em mồ côi, cô Tú và cậu Chuyên sống trong cảnh sa sút của gia đình sau khi cha mẹ quá vãng. Chị lo cho em, dồn sức cho tương lai của em đến nỗi quên cả chính bản thân mình đang là một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi. Nguyễn Tuân bảo, cô Tú bây giờ đã là một người mẹ rất trẻ. Tác giả viết như thế để khỏi phải dài dòng mô tả về sự ân cần của cô Tú đối với cậu em. Bởi vì chỉ cần hai chữ người mẹ đã hàm chứa hết chiều sâu của tình thương mênh mang mà không cần phải nói thêm gì nữa. Người đời cũng thường có câu ví lương y như tử mẫu, nghĩa là đem hình ảnh người mẹ hiền ra để làm tiêu chuẩn cho sự chăm sóc tận tình ở những người thầy thuốc chuyên lo việc cứu đời. Ngay đến tục ngữ dân gian cũng có câu con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là một phần nào nói lên sự chiều chuộng của mẹ dành cho con. Miệng du mắt nhỏ đôi hàm, nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo. Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng ung đúc tinh thần gia tộc, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Mà xét cho cùng, ai không cư xử tốt với cha mẹ là người sinh ra mình thì trông mong gì kẻ đó sẽ đối xử tốt với tha nhân.
xử bạc với mẹ cha mà tốt với người ngoài thì chắc chỉ là để cầu lợi mà thôi. Cổ nhân ta quan niệm như thế, cho nên những bậc hiếu tử không một ngày sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chẳng có cha mẹ nào sống mãi với con, cho nên ngày nào còn mẹ cha bên cạnh, ta hãy tự nhủ đừng quên bổn phận làm con. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai lan, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ bạc nghĩa mà lâu lâu ta vẫn gặp trong cuộc đời. Nó khác hẳn những bậc hiếu tử lúc nào cũng tâm niệm mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thầy dẫn đoàn chờ ta ngày thường cả phất phất đêm thường mê mê mẹ mang tay các con chín tháng nặng nặng bóng sao hoa nở mẹ thời mới yên đi tình thương ngọt ngào của mẹ thì bút mực nào tả cho hết, lời lẽ nào viết cho xong. Thế nên cổ nhân đã cụ thể hóa thứ tình trừu tượng ấy một cách đơn giản qua văn chương bình dân bằng những câu như: mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía long. Cảm theo cái ý ấy, nữ sĩ Vi Khuê từ phong trời xa hướng vọng về bóng dáng mẹ hiền ngày cũ, để lòng trào dâng nỗi xúc cảm qua những vần thơ. Thấy dải nước trong tưởng mẹ già, một đời tuôn trải giữa trầm xa. Nếp một càng thơm trên bếp lửa, mía lăng thêm ngọt dưới trăng tàn. Mẹ không thấy no khi con còn đói, mẹ không thấy ngủ khi con còn thức, mẹ không thể an lòng khi con dấn bước vào cuộc đời đầy bất trắc. Cho nên giữa nhịp sống phồn hoa xô đẩy, có đôi lúc chẳng nhớ về mái tranh xưa. Nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà đã bồi hồi nhỏ lệ: nhớ ngày mẹ ốm nằm trong xó, chiếu lạnh ủ không ấm vóc gầy, đau đớn không hề rên xiết khẽ, sợ con nghe thấy mà cha ơi. Tấm lòng cao cả của bà mẹ Kiên Giang cũng là hình ảnh tất cả các bà mẹ Việt Nam khác. Cái nghèo cái khổ không làm cho chính mẹ buồn, mà mẹ buồn thì phải nhìn đàn con thiếu thốn, như Lâm Hảo Dũng đã viết: tôi nhớ đôi khi tiếng gió chiều thổi qua làn khói mái trăng xiêu, và trong giếng mắt buồn tê dại, mẹ đứng nhìn quanh tuổi phận nghèo. Thank you.
tôn giả đại từ bi khổ tỉnh chân chân đinh số giác chi thành cảnh mục nhân lai giám cách vũ lâm tần tướng trưởng minh minh y luyện hỏa thành công thanh đường hỏa quang tam muội biến tử bi cấp có chư vị phong linh lai tụ dụng cấm có đàn hòa vì vô danh cước từ chi nhân sinh đại thế vật đồng tứ gì có mấy đời chiến giải phong linh dân nhân nghĩa trong bài ca tài hạ nhân dung tay số tận bình cùng đau đớn nghe dòng dòng lòng buồn bã ơi 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 tiếc là tiên tuần đầm bốn chín đặt bày và má có vũ đâm sư già chứng mình các vật dụng dụng khi tử những sinh sinh ra hoa chạm cốc chân 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 ninh đùa ngôn ngôn nhau nhau dương biến tay đọc tay nhiều ít đậm đàn tràn tha thiên kính dâng à bởi con hồn nghĩa mấy chạm văn văn rồi nhận mấy kim gần tay văn à căn áo vật đủ hàng vầy đặt cả vật dùng tiền bạc tiêu chi các vật dùng vật nào cũng quý tình nịnh bóng nịnh trí âm cùng cấm các loài hoài quý vô danh danh không được có vọng hoài chiêm đoan má này giao vũ đồng cai quán các vọng ninh hồn cứ chạy chạy tôi đi chiếu chạm lộ chẳng được sai đi nghe tổ thông chi vật và con về tây phương châu phật hay là nên lên đất giao chỉ có chuỗi rằng sự quý tử quy bỏ cho giữ nguyên minh vì dưỡng to ngọc hoàng đi sát ca vũ đập đại thần này vũ hành vật tốc này đang à đây là trai chủ đốt má cho vong nghi pháp sư tôi vâng anh thiên đình đấu đốt má không nhờ quán giác đồ tôi này mời ông đường nhân cùng ông thành cảnh lý công công xưa ông kết nghĩa tương đồng đốt áo giấy hóa thành áo thờ thờ khí ngân khí vụ và mang trượng thần 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 biến nghĩa buôn và nạp tổ khí nát ngày trước sau đâu đó bắt trước đầm đàn tràng hoa má cho mong vậy vậy cần thịnh quang thức ngồi đồng đồng hải giáo phố má chân linh được nhờ đồ nào thứ ấy chẳng dám đơn đơn sai giấy của tên ai gọi ai người nhờ nhờ người nào không có tên trong trong giấy xấu mong được vào thảo túc niên hoa vậy ất cần thịnh quán tước nhà má đem quân quân ra cấp hết rồi ta mai quỷ nãy tôi đem quân quân cấm cấm giới cấm cấm như đông phương cấm cấm nam phương cấm tây phương cấm bắc phương cấm cấm trung ương phương của nội là bài quỷ vũ danh bất đắc vọng hoài chiếm đà nếu đến cấm quỷ quỷ tí nguyên cấm quỷ chút xíu nhật cấm quỷ dần dần đời cấm quỷ biến báo thế ngò kiếm ngân khí vụ và ba chín tiến phong đi hiệu phù tiến tiến ra tiến tiền đổ tận tốc đà tận tốc ra nhà hoa đi thank you.
Quán sái đi ngồi từ lâu ấy truyền kỳ vong giả vạn tây phương. Quyền chư con dĩ thần công
ra chỉ hướng về đất Thanh Đường. Quán sái đi còn nhờ nhờ vế chuyện kỳ bóng giả tán Tây Phương. Nhất là chính đánh ngôi thủy nhị, chính đánh ngôi thủy tạm, chính đánh hoa thủy. Biến sái ngôi chân thường tử ta chỉ làm câu đất Thanh Đường. Thank you.
bốc đông chủ tư bày cáo phủ tận quân vị thiên thanh long bạch cổ chu tước huyền vũ thần quân yêu cung ba quan kiếp mi linh tình còn tái âm tư nành cáo phủ tận quân nguyên hoàng phu nhân tả chiêu tài đồng tử ưu tiên bảo lạc quân tòa duy hiền chấn an bạch nội đủ hộ gia trung giám có đạo trào đủ tư cũng giả nhé là xương tan hồn
Giả sử chúng con không nghe được lời Phật dạy thì việc này ai hay ai biết, không đọc được kinh văn thì lẽ này ai biết ai nên. Do đó hôm nay gia đình chúng con kiến lập đàn tràng tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là bản nguyện vĩ đại nhất của Địa Tạng Đại Sĩ, cầu nguyện cho pháp âm này thấu triệt cảnh giới khổ đau, để cho núi đao rừng kiếm biến thành thất bảo chân châu, hầm lửa bàn trông biến thành bồ đề pháp tọa, nước đồng rất nóng biến thành pháp vị thanh lương. Kính lạy phân thân vô biên của Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin Ngài vận dụng phương tiện để thoát khổ cho tất cả chúng sinh như bản nguyện vĩ đại của Ngài. Nam mô U Minh Giáo Chủ cứu khổ Bổn Tôn, cứu bạt Minh Đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Oh,
Ngôn ngữ trần gian như túi rách, đứng sau đầy hai tiếng mẹ cha. Dưới tay con liếu thời gian lặng lẽ bay vào hư không. Lá ngô lay ở bờ sông dẫn vô người không thấy gì. Xin người hãy trở về quê. Một lần cuối, một lần về cuối thôi. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Rồng mênh mông cù lao hai chữ nước ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời chúng tôi. Thiên tinh giảng quyền chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn. Ai dân khắp chung tất cả chung sanh, bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên. Thầy cô cùng bọn chúng quan cháu gia đình mình mà thân cháu thì khỏe, cho phù hợp cho pháp sư này anh. Thank you.
Tây phương Phật quốc thắng xa bà vô lờ vô biên công đức ca sầu đáp chân lý duy trì đồ biểu niên đại bà lễ di đà chân lý sáng lễ Phật pháp tăng tăng mơ chân tinh giá vẽ vạn pháp tăng tam bảo nam mô sư thích ca mâu ni Phật ngài thầy giờ đã vào quy ương cho chân linh trên quý thầy cũng như công văn đọc trước thì các cụ như con cháu đọc sau cũng cho chân linh được làm hai chữ sinh ra đi được vớt đấy. Chân linh đoàn thể tử hiệu diệu thí phục cập cứu anh tất tổ lộ ngoài đẳng các chư vị chân linh quy phần chân linh quy phần chân linh đoàn thể tử hiệu diệu thí phục cập cứu anh tất tổ lộ ngoài đẳng các chư vị chân linh quy phần chân linh phục cập cứu á lộ ngoài nằm các chư vị chân linh quy tăng chân linh quy tăng chân linh quy phật lớn tốt tôn chân linh quy phật lớn tốt tôn chân linh quy pháp ni dục tôn chân linh quy pháp ni dục tôn chân linh quy tăng chúng chúng tôn chân linh quy tăng chúng chúng tôn chân linh quy phật bất đàng địa ngục chân linh quy phật bất đàng địa ngục chân linh quy các chư vị chân linh quy phật chân linh quy phật chân linh đoàn thể lý thử nhiều diệu thí phục cập loài ngoài đẳng các chư vị chân linh quy phật chân linh quy phật chân linh đoàn thể lý thử nhiều diệu thí phục cập loài ngoài đẳng các chư vị chân linh quy tăng chân linh quy tăng thì đó phật bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương con nhớ mẹ bao canh trường khắc khoải ơn dưỡng dục mẹ ơi sao kể xưa công sinh thành con nghĩ lòng quặn đau gốc mai già sơ xác đã từ lâu chớ vơ đứng giữa trường đời gió lòng dòng sông chảy ấy đời con trong mộng lặng lờ trôi trôi mãi đến bao giờ có những đêm con thiêm thiếp trong mơ được ấm ủ trong tình thương của mẹ mạnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu trong mưa lạnh con dâng mẹ lạc hương bao thâm nghĩa mẹ tình nghĩa ấy phương trời này Tây Điên, Bồ Bạc, Bạch Long Đại Thánh Thủy
trong hồng bát giống xa đây. Này trong chốn đạo chung có chất chất đoàn thể từ hiệu dự thi nhật tiền thời tham thành tăng ở chốn gia chung niềm mừng chúc Phật con nhiều tụng kinh cầu siêu nguyện cho chân linh được cổ vong được ai chưa mong sinh qua đây cùng tam bằng tam bái sa mối tầm tầm luồng các chú tục là thân cận nhị đa và dược sư cầu an niệm mà tiêu tan nhất trang khi là từ giờ sách tay là phật nhớ thế con ghi nhớ ơn dưỡng dục mẹ ơi
sao kể xưa công sinh thành có nghĩ lòng quặn đau gốc mai già sơ xác đã từ lâu chớ vờ đứng giữa trường đời gió lòng dòng sông chảy ấy đời con trong mộng lặng lờ trôi trôi mãi đến bao giờ có những đêm con thiêm thiếp trong mơ con mơ thấy hôn con về thăm mẹ được ấp ủ trong tình thương của mẹ mặn hôn con ấm dịu biết bao nhiêu trong mưa lạnh con dâng mẹ bạc thương bao thâm thía mẹ ơi tình nghĩa ấy phương trời này con ngậm ngùi thương nhớ đức cụ lao muốn kiếp có đạp đề phương trời này Ma tăng đoà bà gia ma ca lô ni ca giang tác bằng ra phàn về số đáng na đáng tọa nam mô tăng kia lần đói mong a di đà bà lô kiến đế thân phật ra lần đà bà nam mô na ra chân đi hê đi ma bằng đà sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dựng tăng bà tăng đa na ma bà gia ma phàng đà đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê đi ma bồ đề tăng đoa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dựng câu lô kiếp mong đồ lô phạn xa gia đê ma phạn xa gia đê đa ra đa ra địa đề ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phạn ma ra mong đê lệ hê di hê thân na ra sâm phạn ra xa lai phạn xa phạn sâm phạn ra xa gia hồ lô hồ lô ma ra hô lô hê đề ta ra tấn đề tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế đề giả na ra cân đề 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 sắn ni na ba giả ma na ta ba hằng tăng đa già ta bà ma tăng đa già ta bà tăng đa du nghệ tăng bằng ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng na mùng thế gia ta bà ta bà ma ha tăng
đa dạ ta bà giá kiết ca tăng đa dạ ta bà ba đa ma yết tăng đa dạ ta bà na ra cấn trì bàn dạ đa dạ ta bà ma ba ni thắng yết ra dạ ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a di dạ bà lo yên đề tướng bằng ra dạ ta bà cấn điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà chỉ chung thân năng tài thành năng kiểu với đến đại bản nhập tiêu giao thần năng thế tình định nhập tài trần năng đến cao kiểu hoàng chưa phần tổ nhất sinh chi kế là mơ tế xây bữa cơm chay để hoan hỉ với mẹ cháu, xin chân thành cảm ơn ạ. À.